hơn 40.000 đoàn viên, học sinh, cán bộ và giáo viên trẻ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn kỳ nghỉ hè bằng chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ nhằm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm nay diễn ra từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, chia thành hai chặng với các chủ đề Chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ vì đàn em và Chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ góp sức vì thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình. Các đội hình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước, đội hình phóng viên Hoa Phượng Đỏ, tôi tháo vát, nụ cười em thơ và đội hình góc phố xanh. Bên cạnh đó, chuỗi các hoạt động chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, chương trình trải nghiệm thực tế như Về người bạn ngoại thành, một ngày làm nông dân, một ngày làm cảnh sát giao thông, một ngày làm chiến sĩ cứu hỏa, một ngày làm hướng dẫn viên du lịch sẽ giúp các bạn trải nghiệm và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh kỹ năng thực hành xã hội của mình. Năm nay, Ban Chỉ huy chiến dịch mong muốn đầu tư ra những đội hình chuyên môn mới, ví dụ như đội hình phóng viên Hoa Phượng Đỏ, đội hình vì nụ cười em thơ hay là em yêu lịch sử. Thông qua những cái đội hình chuyên này thì Ban Chỉ huy chiến dịch xây dựng chiếc chuỗi của hoạt động để làm sao cho mỗi bạn chiến sĩ được trải nghiệm nhiều hơn, được tương tác nhiều hơn, để mỗi bạn có thể trưởng thành hơn sau mỗi hoạt động. Để không chỉ đó, các bạn thu hoạch được bằng những tri thức, kỹ năng mà còn là tình thương và sự trưởng thành hơn trong chính những hoạt động của mình. Ngay sau lễ ra quân, Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ đã tổ chức nhiều sân chơi cho các em thiếu nhi, ra quân dọn vệ sinh môi trường, trang trí, dọn dẹp cổng trường xanh sạch đẹp, ra quân trực chốt an toàn giao thông, phổ cập bơi lội cho thiếu nhi. Cảm giác của em rất là náo nức và không khí ở đây rất là sôi nổi, khiến cho tụi em không thể nào mà ngừng hoạt động và cháy hết mình để cống hiến. Em mong muốn là những hoạt động mà chiến dịch Hoa Phượng Đỏ đã tổ chức có thể giúp đỡ cho các trẻ em nghèo và các hộ dân, và những hoạt động đó sẽ mang lại được nhiều hiệu quả cao, như là sẽ giúp được các hộ gia đình và các trẻ em và những bạn được giúp đỡ có những niềm vui nhiều hơn và được hạnh phúc, và họ có thể được cười một cách thoải mái nhất. Thông qua các hoạt động thiết thực, chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ không chỉ là môi trường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hành xã hội, mà còn góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên, học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ trên địa bàn thành phố.